Những ngày qua, Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã cho người cưa thanh lý cây cao su để bàn giao mặt bằng cho chính quyền xây dựng hai khu tái định cư cho dự án sân bay Long Thành. Theo Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, quá trình giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1, giải phóng 1.165 ha đang triển khai, gồm 1.000 ha đất trồng cao su của Tổng công ty Cao su Đồng Nai, số còn lại là đất của 455 hộ gia đình cá nhân. Đối với đất trồng cao su, tuy số lượng nhiều nhưng công việc thực hiện rất suôn sẻ. Vì giữa chính quyền và Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã gặp nhiều lần bàn thảo thống nhất quan điểm, còn phần đất thuộc dân tuy ít hơn nhưng lại vô cùng rắc rối, bởi nhiều hộ dân do chịu quy hoạch quá lâu, không chờ đợi được hoặc đã sang nhượng đất cho người khác, tìm nơi ở mới. Thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cho thấy, trong 455 hộ dân này còn đến 179 hộ chưa kịp đến được. Lý do là chủ hộ là không đến, bị vắng, sai thông báo thu hồi đất. Do cái do thông tin của địa chính và văn phòng đăng ký đất đai của chi nhánh Long Thành cung cấp phục vụ ban hành thông báo của đất không phù hợp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận hộ khẩu là do địa chính cấp, chủ sử dụng thì không xác định được gian ở đất trên bản đồ đo đạc ở trồng nét, xác định là được chủ sử dụng đất mua bán đất cho tăng bằng cái tay tài sản số lượng lớn theo quy định thì không được chuyển nhượng, trong không được chuyển nhượng sang bán không, nhưng mà trong đó thì hiện nay giờ nó có cái trường hợp mua bán đất bằng giấy tờ như vậy. Ngày hôm khi mà đi khảo sát đi đo đạc thì các bạn muốn kiếm các cái chủ chính cho nên những cái khó khăn thì chúng ta bán ở đây. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành, trong tổng số gần 5.300 trường hợp mà Trung tâm gửi thông báo thu hồi đất cho toàn bộ dự án sân bay Long Thành, trong đó số vắng chủ lên tới trên 1.500 trường hợp. Theo chính quyền huyện Long Thành, trong tháng 8 năm 2019, tổ công tác của huyện sẽ tiếp tục xuống xác minh, kiểm kê một lần nữa đối với các hộ dân giải tỏa thuộc giai đoạn 1. Nếu chưa gặp được chủ đất thì đăng thông báo, sau khi đăng thông báo vẫn không tìm ra chủ đất thì kiểm kê theo hình thức vắng chủ để cuối tháng 8 có mặt bằng bàn giao cho tỉnh.